Xin mến chào tất cả các anh em, các ông chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Radio review cho tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc tham khảo mẫu loa. Ở bên tay phải đây là mẫu loa Lexo, ở bên tay trái đây là mẫu loại B3J212. Bình thường nhìn hai cái cấu hình thùng loa này nó tương tự như nhau nhưng mà nó khác các bác nhé. Nó chỉ khác cái cấu hình ống thông hơi ở đằng trước thôi. Phễu con này to hơn này, phễu con này nhỏ hơn này, phễu con này vuông 18-18, con này phễu vuông 23-23. Rồi là cấu hình của thùng loa thì con Nexo khả năng nó nhìn nó cao hơn một chút. Nói chung là sẽ khác nhau các bác nhé, chỉ có giống nhau về cái cấu hình thôi. Thì hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Radio review cho tất cả các bác cùng xem. Ví dụ như con thùng Nexo này, hai tay sách của nó hai bên, còn con B3 là tay sách của nó ở trên nóc loa. Thì hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Radio giúp một đôi loa sạc Win Vega chạy tép neo và một đôi bát BM cho một bác thợ ở trong tỉnh huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai của Tùng Nguyễn, và một đôi tép BNC. Cấu hình này là cấu hình bình dân. Cấu hình này Tùng Nguyễn dựng cho các khách này là bác ý nắp cho khách để chơi con âm ly 506 các bạn. Còn cấu hình này để chơi với đẩy các bác nhé. Với cấu hình này thì từ 170 và côn 76. Từ này, từ 170 côn 76, hạng của BM. Model của sản phẩm là 12Hz-20. 8 ohm công suất là 350W, đít bác có đôi 46 cái lỗ để tỏa khí và tỏa nhiệt. Tép của nó thì là mang thương hiệu BNC. Cấu hình là từ 120 và côn 44. Đấy, từ 120 côn 44. Bên trong phân tần này các bác nhé, hai cấu hình này thì Tùng Nguyễn đều dựng bằng chạy gen lục giác. Các bác nhìn gen lục giác này, phân tần này, bốn con tụ trắng sữa này, phân tần chạy hai con chở nhôm màu tím này. Đấy, phân tần của nó nhìn rất là chất. Phân tần cho ra giải tép rất tốt và hay. Bên trong thùng, bên trong thùng là được bắn mút tiêu âm. Đấy. Và chuyển sang cái đôi mà Lexo. Thì nếu mà hai cái cấu hình này thì lưới sắt của nó sẽ hoàn toàn khác các bác nhé. Đấy, lưới sắt sẽ hoàn toàn khác về cái cấu hình của nó. Con này là Lexo và con này là B3. Thì các cấu hình như này thì B3 thì như này này. Đấy, lên lưới nó sẽ như này này các bác nhé. Rồi, cấu hình của Lexo thì em có nhiều quảng cáo nhiều lưới rồi, nhưng mà hôm nay hiện tại đến lưới của nó thì gì kìa. Nắp cái củ bát này thì tiếng của nó cực kỳ tốt, mà lại sử dụng tép neo nữa thì tiếng nó rất là lẩy các bác nhé. Củ bát là củ bát từ 190 và côn 76. Bát sược Queen Vega gân màu đỏ, xương nhôm đúc trẻ đôi. Con này bích của nó rất dày và được tiện vát, từ 190 côn 76, màng được kết hợp nhiều sợi bông thủy tinh. Côn 76, gân vải tẩm dầu 3 gân và màng của nó là màng lóm màu đen và in hình cái loa. Và củ bát này là củ bát xịn này, củ bát của nhà máy, tiếng của nó hay lắm, dày tiếng. Củ bát này ghép phòng hát rất là chất lượng. Thùng đều được chạy gen các bác nha. Và cái hình tép của nó cũng là tép BNC 450, là tép neo, tép neo bi các bác nhá. Đây con này bên trong thùng này thì cũng giống bên kia. Đấy. Với cái cấu hình này thì cửa hàng Tùng Nguyễn Audio đang cung cấp cho tất cả các bác cái đôi Vega này là 6 triệu. Còn đôi mà dựng BM đây thì nó cấu hình ruột của nó sẽ khác hoàn toàn về bát tép. Và cấu hình này chỉ có giá 4,4 triệu thôi. Và hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio xin chào tạm biệt tất cả các bác. Hôm nay em giới thiệu về sản phẩm để quảng bá đến tất cả các bác mặt hàng của Tùng Nguyễn dựng chất lượng. Đấy, ví dụ như cái đôi loa này rẻ, đánh thì Tùng Nguyễn sẽ dựng cái phân tần khác, nhưng thôi cũng dựng phân tần ý để cho tiếng nó hay hơn. Với cấu hình linh kiện của nhà em, các bác có thể là hỏng bát, hỏng tép, thay vỏ thùng, rồi là các dòng bát rời, các bác cứ liên hệ trực tiếp cho cửa hàng Tùng Nguyễn Audio. Và anh em đại lý có nhu cầu lấy số lượng về để bán ở cửa hàng, cứ liên hệ trực tiếp cho Tùng Nguyễn. Hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nha. Các bác xem video đừng quên like và chia sẻ nhé.